Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tập 105 của băng hỏa ma trù Với những diễn biến đang rất là gai cấn Khi cuộc chiến mà xuyên suốt trong toàn bộ tác phẩm Là niệm băng đấu với băng tuyết nước thần thế tự Để giải cứu cho cha mẹ của mình Băng tuyết nước thần thế tự ngẩn ra Trong mắt hiện lên một tia hối hận Nhưng hoàng cực băng thần mâu này thật là do nàng đem hết toàn lực phát ra với tinh thần lực của nàng căn bản không cách nào thu hồi nàng không rõ niệm băng tại sao lại làm như vậy chẳng lẽ hắn không cứu cha mẹ chẳng lẽ hắn muốn tự sát sao không cái này không có khả năng bất luận nàng đoán thế nào cũng không nghĩ ra cách làm hiện tại của niệm băng niệm băng dùng sự thật để cho băng tuyết nữ thần tế tự đã bán khi hoàng cực băng thần mâu kia đi tới trước mặt hắn bắn vào ngược hắn thân thể hắn hơi chút giật mình khiến cho hoàng cực băng thần mâu vị trí bắn trúng vừa lúc là lệ trung huyệt quán trong nháy mắt địa băng rõ ràng cảm giác được một cỗ bá hoàng khí tự hồ có thể phán nát tất cả hoàng cực huyệt cảm giác rõ ràng nhập vào trong ngóc của hắn băng tuyết đô thần thế tự thấy được một màn kỳ dị chỉ thấy niệm băng hướng về phía trước trong nháy mắt khi hoàng cực băng thần mâu bắn trúng hắn lại biến thành điểm chút kim quang phiêu tán đi nó tự nhiên không phải là tự bể nát ra mà là bị một cỗ hỗn hợp khí lưu hắc bạch từ trước ngực niệm băng phun ra ép thành bụi phấn băng thướt nước thần thế tự rõ ràng cảm giác được cỗ khí lưu khổng lồ kinh khủng đó đó là hai loại khí tước hoàn toàn trái ngược nhau mặc dù chỉ chợt lóe lên rồi biến mất nhưng tại khí cơ khiên dẫn ngực nàng cảm thấy tức bốt một sự thống khổ nói không được truyền khắp toàn thân không chịu nổi oa lên một tiếng phun ra một ngụm máu tươi lúc này mới cảm thấy thư thái lên nhiều tựa nhiên niệm băng đối với hoàng cực băng thần mâu Lúc này trong lòng nàng cũng tràn ngập cảm giác hoảng sợ. Không gian kia là lực lượng gì? Nếu băng tình hình cũng không khá gì hơn băng tuyết nơi thần tế tử, sắc mặt tái nhợt cũng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo lui về phía sau mấy bước, mới đứng vững được thân hình. Sức chịu đựng của thân thể niệm băng mặc dù cực cao, nhưng cũng không thể nào thừa nhận được công kích hoàng cực băng thần mâu. Hắn sở dĩ bình yên vô sự là bởi vì lệ trung huyệt. Trước khi rời khỏi thần chi đại lục, tạp báo đã nói cho hắn, mặc dù bởi vì thu được từ vong chi cầu khiến cho hắn trong nháy mắt đã tới trung cực lệ trung huyệt tuy không cách nào sử dụng nhưng trong một điểm đó chẳng những có tử vong chi cầu mà còn có sinh mệnh chi cầu hai loại năng lượng này đều là tinh khiết nhất trong thiên địa cũng là năng lượng khổng lồ nhất mặc dù niệm băng không thể sử dụng chúng nhưng tại một điểm trong lệ trung huyệt của hắn cũng đã biến thành điểm kiên cố nhất ta báo cùng thiên hương đều nói qua cho dù là các nàng nếu như chỉ đơn thuần công kích cũng không có khả năng chạm tới niệm băng bởi vì khi thấy băng tuyết nước thần thế tự phát ra hoàng cực băng thần mâu để công kích thì niệm băng mới lớn mật lựa chọn cách đối mặt như vậy cũng là dựa vào sinh mệnh và tử vong hai loại khí tức cường đại mới khiến cho hắn từ chỗ hạ phong mà trở thành cục diện ngang bằng niệm băng sở dĩ bị thương cũng không phải bởi vì lợi trung huyệt nọ bị phá mà bởi vì năng lượng hoàng cực băng thần mâu sau khi bộc phát sinh ra đối với các thân thể của hắn có tác dụng chấn động nhất định cái này là hắn chưa kịp chuẩn bị bởi vậy mới bị thương bài ảnh khôi lỗi một lần nữa trở lại bên cạnh niệm băng nhưng bọn chúng đã giống như thực thể bình thường năng lượng thể cũng trở nên có chút hư ảo bài thanh thần đa uy lực cũng không thể hoàn toàn phát huy dưới bá khí tràn ngập của hoàng cực băng thật mau năng lượng của bản thân bọn chúng đều chịu thương tổn rất lớn tại thiên nhãn huyệt của niệm băng phát ra tinh thần trợ lực giúp bài ảnh khôi lỗi không ngừng hấp thu tiên thiên khí trong không khí bổ sung bản thân niệm băng nhìn băng tuyết nữ thần tế tự quả nhiên không hổ là đệ nhất ma pháp sư nhiều năm tung hoành đại lục chân lực ẩn tang quả thực rất sâu băng tuyết nữ thần tế tự nói không phải ngươi cũng phải sao? bí mật trên người ngươi so với ta còn nhiều hơn nhớ băng sờ sờ ngược mình bí mật cũng tương đối mà thôi tế tử đại nhân chúng ta tiếp tục nào bài khôi lỗi biến mất bọn chúng đều có linh hồn nếu băng tuyết không muốn chứng kiến bọn chúng bị thương tổn chí mạng đó không chỉ là đại biểu cho thần đao của mình đồng thời cũng đại biểu cho hắc vũ hoàng cùng sáu vị đại sư trong ải nhân tộc bài thanh thần đao trôi lơ lửng xung quanh thân thể niệm băng thần lộ đao cùng chính dương đao tiến vào trong lòng bàn tay cổ tay khẽ rung lên hai thanh thần đao đã tự họa xuất ra một hình tam giác cực lớn lực lượng băng hỏa mênh mông hợp lại thành một tạo thành một băng hỏa đồng nguyên ma pháp trận đã lâu rồi cũng không sử ra loại ma pháp am hiểu hữu dụng nhất này nhưng đối mặt với hoàng cực huyệt quá mạnh băng tuyết ở thần tế tự để băng không dám giữ lại cho nên hắn đã vận toàn lực băng hệ ma pháp của đệ băng tự nhiên không cường đại bằng băng tuyết nữ thần tế tự nhưng hắn còn có hòa hệ ma pháp hai đạo thân ảnh dần dần hiện lên sau lưng hắn thân ảnh cao ba trượng đã từng một lần xuất hiện tại phương tộc một thân ảnh yếu điệu mặc đồ lam cùng hòa thần khôi giáp rực lửa rít gào phân biệt xuất hiện ở phía sau hắn niệm bằng hai thanh đao trong tay đồng thời biến mất mà phía trước hắn xuất hiện một ngôi sao sáu cánh trong vòng mười trượng trái ý tràn ngập băng cùng hòa hai loại khí tức bất đồng không ngừng vòng quanh thân thể hắn một lam một đỏ hai luồng ánh sáng từ trên trời giáng xuống phân biệt rơi vào trên người hai đạo thân ảnh nọ khiến cho thân thể hư ảo của bọn hắn không ngừng trở nên rõ ràng hẳn lên băng tuyết nữ thần tế tự sắc mặt đại biến triệu hoán băng tuyết nữ thần triệu hoán hòa diễm tri thần tây kinh huyệt của ngươi đã đạt tới trung cực nếu băng lắc đầu và lúc này vẫn có thể nói chuyện bình thản không tây kinh huyệt của ta và ngài giống nhau đều là trung kỳ nhưng có một việc sợ rằng ngài cũng không biết. Đến lúc này ta cũng không cần phải giấu giếm ngài. Đó là do thiên nhãn huyệt của ta. Mặc dù Tây kinh huyệt chỉ đạt tới trung kỳ, nhưng phối hợp với tinh thần lực và thiên nhãn huyệt đối với việc khống chế năng lượng, ta hoàn toàn có thể phát huy tới trung cực uy lực của Tây kinh huyệt. Đến đây đi, tiếp công kích mạnh nhất băng hỏa đồng nguyên của ta. Thất cấm thất tuyệt chú uy lực, mặc dù cường đại, nhưng cũng cần phải hao phí ma lực cùng với tinh thần lực dị thường khổng lồ bằng vào bảy loại ma pháp bất đồng liên hệ lẫn nhau hình thành tác dụng liên kết với nhau phát huy so với bảy loại ma pháp hợp lực công kích còn muốn khổng lồ hơn. Nhưng thất cấm tuyệt chú này cũng có vấn đề của nó, đó chính là thời gian ngưng tụ năng lượng quá đâu. Hơn nữa, không thể khiến cho năng lượng của chúng đều đạt tới đỉnh điểm, chỉ có thể bảo trì uy được cấm chú ở cấp 11. Mà này băng trước mắt thi triển băng hỏa song thần triệu hoán lại không giống như vậy. Hắn thân là băng hỏa đồng nguyên ma pháp sư, băng cùng hỏa hai loại ma pháp mới là thứ hắn am hiểu nhất. Theo hư ảnh từ từ biến thành thực thể, hai cấm chú cấp 11 đã tiến vào uy lực của thần hàng thuật cấp 12 làm cho băng hỏa đồng nguyên của đại băng vốn chỉ có thể phát ra ma pháp cấp 4, 5, thì băng hỏa cùng phối hợp phát động công kích đã có thể đem uy lực tăng lên hơn gấp đôi. Mà băng hỏa song thần hàng thuật liên hợp cùng một chỗ lấy hình thức băng hỏa đồng nguyên phát ra, uy lực chỉ có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. Mặc dù đại băng thân thể đã bị thương, nhưng hắn cũng không nghĩ đến việc lựa chọn loại phương pháp công kích khác. Cũng không phải bởi vì hắn điên cuồng, mà bởi vì hắn muốn tuyệt đối nắm chắc. Trung cực thiên nhãn huyệt mặc dù có năng lực thôi động tinh thần lực thành thực thể công kích, nhưng với tinh thần lực quán khổng lồ như thế, Lý Băng hoàn toàn có thể nương theo tinh thần lực khổng lồ để khống chế hai thần hàng thuật này, mà pháp lực của bản thân phóng thích với mức độ lớn, hơn nữa thiên nhãn huyệt, tây kinh huyệt hợp lực mang đến tiên thiên khí, năng lượng của băng hỏa song thần đều đang không ngừng ngưng kết. Băng Tuyết Đư Thần đưa trường mâu trong tay lên, mà Hỏa Diễm Thần giơ chiến đao trong tay lên, chém ra một nhát cực mạnh. Nếu như nói Hoàng Cực Huyệt là chỗ dựa lớn nhất của Băng Tuyết tứ Thần tế tự, thì băng hỏa đồng nguyên chính là năng lực mạnh nhất của nền băng, băng tuyết nữ thần thế tự nhìn thấy băng tuyết nữ thần trước mặt càng ngày càng rõ ràng trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác buồn cười thân là băng tuyết nữ thần thế thực bản thân mình lại đối mặt với công kích tín ngưỡng của chính mình nhưng từ khi nệm mang bắt đầu ngưng tụ ma pháp lực nàng cũng đã bắt đầu hành động ngẩng đầu nhìn bầu trời màu bích lam băng vụ toàn bộ đều tàn mát từng tầng tầng băng tinh màu tím thẫm ngưng kết bên ngoài thân của nàng tay phải nàng chậm rãi chỉ lên bầu trời quang mang màu vàng bao trùm cả thân thể của nàng dưới lớp băng tinh bao vây rất nhanh thực thể của nàng biến thành một lớp băng cứng màu lam bao quanh thân thể theo sự không ngừng gia tăng của lớp băng cứng thân thể của nàng cũng từ từ bành trướng mà tay phải của nàng đang giơ lên cao không ngừng tàn mát ra từng tầng tầng ánh sáng màu vàng làm cho băng tinh màu lam thẫm cũng nhiễm thành màu vàng nếu băng sắc mặt hơi đổi hắn nhìn ra băng tuyết nữ thần thế tự cũng là triệu hoán băng tuyết nữ thần chỉ bất quá sự triệu hoán của nàng cường đại hơn của mình nhiều dưới sự triệu hoán của băng tuyết nữ thần thế tự xuất hiện ở trước mặt hắn là một vị mặc khôi giáp màu lam không là băng tứ nước thần mặc khôi giáp màu vàng thân thể màu vàng kia ngoại trừ khí tức lạnh như băng ra còn có sự thánh khiết và uy nghiêm khí tức khổng lồ không ngừng lan tràn ra xung quanh khi thân thể của nàng cũng bành trướng ra ba trượng thì là cũng là lúc niệm băng ngưng kết ma pháp lực đã tăng tới cái đỉnh điểm không có bất cứ do dự nào niệm băng giữ mi tâm hoàn toàn biến thành màu vàng dưới tình huống không có nắm chắc đánh bại được băng tuyết nữ thần thế tự hắn đành đem hết toàn lực mở ra khí quá quái dị song huyết hợp nhất chuyện xảy ra đột ngột băng tuyết nữ thần tế tự ngưng kết thành băng tuyết nữ thần màu vàng tại mi tâm của niệm băng kim quang đồng thời xuất uy áp cường đại nàng vốn ban đầu thân thể dị thường uy nghiêm cũng lay động kim quang trên người cũng yếu đi vài phần Niệm băng hai mắt sáng ngời hắn biết cơ hội của mình đã tới hai bóng người thật lớn ở phía sau đã biến thành thực thể mang theo tàn ảnh hồng cùng lam hai màu cùng vò tới với tốc độ mắt thường khó phân biệt được xông ra chiến đao của hòa diễm thần cùng với trường mâu của băng tuyết nữ thần tiếp xúc giữa không trung hồng lam hai sắc quang mang trong nháy mắt khuếch trương khắp ngõ ngách xung quanh hai thanh đao ảnh thật lớn xuất hiện phía sau bọn họ đúng là tiếng thở dài của nữ thần băng tuyết thần lộ đao cùng tiếng rít gào của hòa diễm chi thần chính dương đao niệm băng có khả năng thi triển băng hỏa đồng nguyên ma pháp cực mạnh do băng cùng hòa hai thần hàng thuật ngưng kết cùng một chỗ mà bạo phát đất trời cũng biến sắc bầu trời màu lam tại giờ khắc này đột nhiên ánh sáng thôi động tất cả xung quanh phảng phất như đều biến mất trong nháy mắt mà đệ băng cùng băng tuyết nữ thần tế tự đều đi tới lĩnh vực khác tất cả xung quanh đều biến thành băng hỏa địa ngục băng hỏa đồng nguyên tuyền chi song thần triệu hoán trong nháy mắt đã bạo phát ra uy lực quá thất cấm tuyệt trú ngày đó băng tuyết nữ thần màu vàng sau khi hơi thất thần lập tức phản ứng lại thân cùng mâu nhập làm một quang ma màu vàng khổng lồ hình thành một ngọn chùy nhọn nhắm thẳng vào băng hỏa địa ngục mà xông đến hoàng cơ huyệt uy lực tăng đến cực hạn băng tuyết nữ thần tế tự đã bộc lộ thực lực chân chính của nàng tứ đại khiếu huyệt đồng thời phóng thích ra toàn bộ năng lượng Tại lệ trung huyệt sau khi ngưng kết, năng lượng nhiều năm tu luyện trong nháy mắt hoàn toàn bạo phát. Tây kinh huyệt hấp thu ti tiên khí cũng phương pháp huyệt phóng tích năng lượng, phòng ngự hoàn toàn dung hợp vào trong nữ thần băng tiết màu vàng. Hai bên đều biết kỹ xào đã không cách nào trở thành điểm quyết định thắng bại. Bọn họ đều lựa chọn phương thức công kích nguyên thủy nhất, năng lượng trực tiếp va chạm. Thông qua thiền nhãn huyệt, nếu băng có thể chứng kiến mỗi một biến hóa của năng lượng hai bên, từ khi phát động công kích đến khi tiếp xúc kim hồng lam tam sắc quang mang trong nháy mắt dung hợp lại một chỗ thiên địa biến sắc đại địa run rẩy đó là lực lượng cuối cùng hủy diệt bọn họ mang đến chính là hủy diệt nếu mang bản thân cũng không có nghĩ đến bọn họ công kích lẫn nhau cực mạnh sẽ mang đến hiệu quả kinh khủng như thế ba loại quang mang làm cho xung quanh mất đi tất cả ánh sáng Vô lần là niệm băng hay là băng tuyết nơi thần tế tự đều cảm giác được lục cảm tức là thị thính khứu, xúc vị ý của mình trong nháy mắt hoàn toàn biến mất ngay cả thiên nhãn huyệt của lệ băng cũng chỉ có thể khiến cho hắn vẫn duy trì một chút tỉnh táo không có tiếng nổ mạnh như trong tưởng tượng xung quanh tất cả phảng phất đều biến mất không biết qua bao lâu lúc cảm của lệ băng từ từ hồi phục lại hắn đương nhiên nhớ kỹ bản thân đáp ứng với lam thần không thể giết sư phụ của nàng nhưng một khắc vừa rồi hắn đã không có bất cứ lựa chọn nào khác không toàn lực đánh ra đó chính là tử vong đại bộ phận thực lực mà băng tuyết nữ thần tế tự ẩn giấu trong người đã vượt qua cao thủ thần cấp bình thường của đại lục tất cả đều từ từ hồi phục trong yên lặng nếu băng chứng kiến một cảnh tượng mà hắn vĩnh viễn không thể quên được băng thần tháp biến mất hắn chỉ thấy có bùn đất cùng nham thải cỡ xa xa mặt đất lấp lánh trong như gương tựa hồ như hình thành một tầng tinh thể lóe ra ánh sáng lam cùng hồng nhàn nhạt, nhạt hướng tới bầu trời nhìn lại hắn cảm giác được bản thân như tiến vào một lòng trào xung quanh là núi non cao vút nhưng là kiểu vách núi gì vậy vách núi đều cao mấy trăm trượng cũng tỏa ra ánh sáng lấp lánh dị thường ngay cả kết cấu cùng loại với mặt đất trong không khí ẩn chứa hỏa nguyên tố nóng rực cùng ba nguyên tố cuồng bạo. Hai loại nguyên tố khiến cho khắp khu vực này đều ẩn chứa một tầng sương mù màu hồng lam nhàn nhạt. Nếu nhạt. băng chậm rãi từ mặt đất đứng lên, hắn phát hiện quần áo trên người cũng không có tổn hại, thậm chí không có chút bụi bẩn, xung quanh yên tĩnh dị thường. Ta sao lại đến nơi này? Đây là việc mà Nệ Băng muốn hỏi nhất, nhưng ở đây khuôn viên rộng hơn 10 dặm, ai cũng không thể trả lời cho hắn vấn đề này. Nệ Băng phát hiện, hàm cốc này kéo dài, hẹp dài sang hai bên nhìn qua tựa hồ không thấy tới cuối ho khan một tiếng niệm băng cảm thấy trong ngực khó chịu may là trong sinh mệnh chi cầu ẩn chứa sinh mệnh khí tức làm dịu thân thể của hắn lúc này mới khiến cho hắn thư thái một chút hạ ý thức đưa tay sờ soạn trên mặt hắn thấy một tay đầy máu tươi khi hắn ngừng kết xuất ra một băng kính để soi thì không khỏi hoảng sợ người thất khiếu chảy máu này là mình sao chứ ta không chết vậy kết quả trận chiến là thế nào đây trong lúc hắn không ngừng nhìn ra bốn phía tự hỏi đây là chỗ nào thì cách xa chừng 200 trượng, một thân ảnh yêu điệu lảo đảo đứng lên, động tác của nàng có chút chậm chạp, mái tóc dài màu lam rối tung tứ tán, đúng là băng tuyết nữ thần thế tự. Băng tuyết nữ thần thế tự cũng không giống như niệm băng thất khiếu xuất huyết, nhưng khuôn mặt của nàng cũng trắng bạch như tờ giấy. Mới vừa đứng dậy, câu nói đầu tiên của nàng là: "Ta không có chết sao? Tại sao ta còn chưa chết?" nếu băng buồn cười nhìn nữ nhân mà mình vẫn xem là đối thủ mạnh nhất. Ngài rất muốn chết sao? Vậy sao ngài không tự sát đi? Băng tuyết nữ thần tế tự lúc này mới nhìn đến niệm băng. Ngươi cho rằng chết là một chuyện rất dễ dàng sao? Khi trên người ngươi còn nhiều trách nhiệm, muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy. Chúng ta đang ở đâu vậy? Niệm băng lắc đầu nói. Đây cũng chính là vấn đề ta muốn hỏi ngài. Băng tuyết nữ thần tế tự, thân trí từ từ thanh tình, cảm thụ ma pháp nguyên tố đang bạo động trong không khí. Nhìn cả khu vực rộng cả ngàn trượng, nhìn tới cuối cùng cũng không biết chiều dài thì không khỏi có chút mờ mịt nói. Ta làm sao biết được đây là đâu? thân thể thoáng một cái oẹ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi nếu băng vừa định cười nhạo đối thủ thì bản thân toàn thân kinh mạch cũng đau đớn không khỏi phun ra máu tươi hai người thân thể đồng thời lắc đư cùng ngã ngồi dưới đất bọn họ đều biết chiến đấu cũng chưa chấm dứt bất luận là ở chỗ nào hộp này giữa bọn họ phải có một người thắng nhìn lẫn nhau bọn họ đều tự nương năng lực của mình điên cuồng hấp thu ma pháp nguyên tố trong không khí nếu băng thông qua bên trong phát hiện ma pháp lực trong cơ thể mình tiêu hao đã hơn bài thành Băng hỏa đống nguyên ma pháp cực mạnh kia, mặc dù hất tu số lượng lớn tiên tiền khí, nhưng đồng thời cũng tiêu hao đại bộ phận năng lượng của mình, nhưng hắn may mắn chính là hai thanh thần đã băng hỏa đều đã về lại trong cơ thể của mình, cũng không có mất đi, chỉ là quang mang lại có vẻ mờ đi rất nhiều, hiển nhiên là năng lượng đã tiêu hao rất lớn, bọn họ cũng không biết, một lần công kích của mình đã tạo thành lực phá hoại khổng lồ cỡ nào, thậm chí không biết là năng lượng mà mình phát ra sau khi bộc phát đã sinh ra lực công kích đạt tới cấp bao nhiêu. Sau thời gian gần một bữa cơm, băng tuyết nữ thần tế tự từ dưới mặt đất đứng lên trước. nếu băng thấy tay phải của nàng lóe ra kim quang, niệm băng cũng đứng lên, không chút yếu thế thả ra bài luồng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Ta có đề nghị, không bằng chúng ta đi tới phía trước xem qua nơi này rồi hãy đánh tiếp. Niệm băng nói. Băng tuyết nữ thần tế tự khinh thường hừ một tiếng. Ngươi còn có thể bay sao? Niệm băng hừ một tiếng. Hừ, đừng xem thường đối thủ của ngài. Hai chân đạp xuống nhảy lên, từng điểm sáng màu xám trong người ngưng kết lại với một tiếng long ngầm vang lên quần quanh trong sân cốc tiểu long vương rốt cục đã xuất hiện không phải là niệm băng không muốn để cho nó trợ giúp mình mà trong chiến đấu lúc trước tiểu long vương mấy lần tham chiến đều bị niệm băng cự tuyệt áo tư tạp là đứa con duy nhất của quang minh long vương cùng hắc ám long vương đồng thời cũng là bằng hữu của niệm băng hắn tuyệt không hy vọng bằng hữu của mình bởi vì chuyện của mình mà bị thương bằng tứ nữ thần tế tự mạnh vượt xa dự liệu của hắn bởi vì hắn chẳng tha để tự mình đối mặt cũng không muốn để cho áo tư tạp tham dự vào mà bị bất cứ thương tổn nào Băng tuyết nữ thần thế tự kinh ngạc nhìn cự lăng màu xám thân dài bài trượng mặt nàng có chút biến hóa chỉ là trong nháy mắt lại khôi phục bình thường trong cặp mắt của nàng hiện lên vẻ buồn bã nhẹ nhẹ bạo phong tuyết xuất hiện dưới chân thân thể phiêu nhiên đuổi theo niệm băng hướng ra ngoài sân cốc mấy trăm trượng mà bay đi nếu băng cùng nàng đều duy trì khoảng cách nhất định khi vừa ra khỏi bọn họ sợ ngây người bởi vì bọn họ rốt cục đã phát hiện mình đang ở nơi nào trước băng thần tháp nơi mà trước đó niệm băng cùng băng tuyết tế tự giao chiến đã trở thành một bình nguyên rộng rãi chỉ có thực vật xứ lạnh cực nhỏ mới có thể sinh trường bình nguyên bằng phẳng phi thường thích hợp cho xe ngựa đi mà ở giữa bình nguyên này lúc này bộ mặt đã hoàn toàn thay đổi một con mương thật sâu đã vòng quanh bình nguyên đây chính là nơi trước đây sơn cốc mà bọn họ đứng nếu băng ngơ ngác nhìn mấy trăm băng hệ ma pháp sư đang đứng ở bờ mương nhìn băng tần tháp cách đó không xa vẫn nguy nga đứng vững như trước hắn biết tất cả các cái này đều là thật ánh mắt rơi vào trên người băng tuyết nước thần thế tự tất cả những thứ này là đều do chúng ta làm. Băng tuyết nữ thần tế tự kinh ngạc trong lòng cũng không kém hơn niệm băng. Lực phá hoại khổng lồ như thế, cái mương thật lớn kéo dài đến phương xa gây cho nàng chấn động sâu sắc. Nàng có chút sợ hãi, nếu như lực nổ hai người sinh ra, không phải là hướng ngang mà là theo chiều dọc hoặc là theo hình tròn, sợ rằng băng tần tháp đã không tồn tại. Mấy trăm băng ma pháp sư nhìn thấy niệm băng cùng băng tuyết nữ thần tế tự đang bay lượn trong không trung, trong mắt đều toát ra vẻ kính sợ mãnh liệt. Tạo thành tình cảnh như thế này, bọn họ còn có thể gọi là người nữa sao? đây là nhân lực gây nên sao băng tuyết nữ thần tế tự lớn tiếng quát các ngươi quên lời ta nói rồi sao không có ta phân phó ai cho các ngươi rời đi tất cả đều trở về cho ta tế tự đại nhân các băng ma pháp sư đều quỳ xuống quỳ gối phía trước nhất là băng thanh rơi lệ đầy mặt nói băng thần tháp gặp phải nguy cơ chúng ta có thể cùng nhau đối mặt băng tuyết nữ thần tế tự sắc mặt trở nên dị thường lạnh như băng ta lặp lại lần nữa tất cả đều trở về cho ta nếu không từ hôm nay băng thần tháp không tồn tại nữa các băng ma pháp sư không ngờ băng tuyết nữ thần tế tự nói như thế. Bọn họ yên lặng đứng dậy đi trở về. Nếu băng lặng lặng nhìn băng tuyết nữ thần tế tự, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần khâm phục. Tế tự đại nhân, ngài cho rằng hiện tại ngài vẫn còn có cơ hội sao? Vừa nói xong thì xung quanh nhân thể nệ băng đã dâng lên ánh sáng màu trắng, tượng trưng cho ánh sáng của phương phương giáp huyệt. Mặc dù thoạt nhìn bên ngoài, hắn trông thê thảm hơn, nhưng trên thực tế, thương thế của hắn so với băng tuyết nữ thần tế tự lại nhẹ hơn, Tại phương tộc tu luyện, hắn đã mở ra phương giáp huyệt cũng bởi vì tác dụng của thiên nhãn cùng hoàng cực. Mới vừa mở ra, đã đạt tới cảnh giới trung kỳ, trở thành cường già mở ra ngũ khiếu huyệt. Tuy có ba cái không thể chân chính sử dụng, nhưng trên cả trình thể thực lực, hắn so với băng tuyết nữ thần tế tự lại không sai biệt lắm. Băng tuyết nữ thần tế tự truyền hướng nhìn sang niệm băng. Thông qua chiến đấu, nàng đương nhiên cảm giác được thực lực của mình cùng niệm băng tranh lệch rất nhỏ, mà lực chiến đấu cường đại của niệm băng biểu diễn ra đã để lại cho nàng ấn tượng khắc sâu. Nếu như chỉ có hai người đối chiến, nàng rất tự tin, bằng vào hoàng cực quyệt, bản thân mình vẫn còn vài phần cơ hội. Nhưng nhìn Tiểu Long Vương dưới chân niệm băng cùng với lân phiến màu xám từ từ xuất hiện trên người niệm băng, nàng biết bản thân đã đi lên tuyệt lộ, nhưng ánh mắt của nàng vẫn không có chút thay đổi, bình thản nói: "Chúng ta chiến đấu, không chết không thôi, giết được ta, người mới chân chính thắng lợi." Niệm băng hít sâu một hơi. "Chẳng lẽ phải có một bên tử vong mới bằng lòng buông tay sao?" Thần thần nói cho ta biết, ngài cũng không có giết chết cha mẹ của ta, chỉ cần ngay đưa bọn họ ra, chúng ta cũng không cần thiết phải chiến đấu nữa. Hơn 10 năm ân oán, ta không muốn tiếp tục, bây giờ buông tay vẫn còn kịp. Băng tuyết nữ thần tí tự cười. Đây cũng là lần đầu tiên niệm băng nhìn thấy nàng cười, nhưng vẻ cười của nàng lại có vài phần điên cuồng, vài phần thê lương. Thu tay lại ư? Nếu như hai mươi mấy năm trước ta có thể thu tay lại, như vậy cũng sẽ không có ta hiện tại. Niệm băng hỏi, chẳng lẽ ngài thực sự muốn chúng ta tự bạo khí huyệt để chấm dứt cuộc chiến đấu này sao? bằng tướng nữ thần tế từ âm thanh lạnh lùng nói từ bạo khiếu huyệt chuyện đó chỉ có kẻ ngu ngốc mới có thể làm thân là chủ nhân mang tần tháp ta vĩnh viễn không có lựa chọn như vậy đã bao nhiêu năm ngươi là người đầu tiên chứng kiến thực lực chân chính của ta vừa nói xong thân thể của nàng đột nhiên xuất hiện biến hóa vốn làm sao quang mang nay lại xuất hiện thêm một tầng hồng quang nếu có phải ngồi ở trên người áo tư tạp Nghĩa băng sợ rằng sẽ ngã lăn ra tại chỗ hắn trong mắt toát ra thần sắc giật mình dị thường không không thể nào ngài sau ngày cũng là băng hỏa đồng nguyên ma pháp sư quang mang màu đỏ trên người băng tuyết tư thần tế tự niệm băng rất quen thuộc đó là tượng trưng cho hai loại ma pháp nguyên tố băng hỏa đồng nguyên nếu băng ngạc nhiên không phải do thực lực của nàng đột nhiên tăng vọt cho dù nàng ra là lưỡng hệ ma pháp cũng không có khả năng chiến thắng hắn hiện tại nhưng nàng sao lại là lưỡng hệ ma pháp sư được chứ sư thì dừng tay đi một thanh âm kích động từ phía xa truyền đến thanh âm bình thường này không chỉ làm cho thân thể niệm băng khừng lại đồng thời băng tuyết nước thần tế tự cũng trong nháy mắt ngần ra ở xa xa bốn đạo thân ảnh như tia chớp hướng đến chỗ bọn họ băng tuyết nước thần tế tự toàn thân đều rung động nàng thế nào cũng nghĩ không ra bản thân mình lại đối mặt với tình cảnh như vậy không giống với băng tuyết nước thần tế tự khi niệm băng nghe được thanh âm kích động nọ từ trên trời vọng xuống thân thể hắn bỗng kịch liệt run rẩy sau một khắc hắn đã rời khỏi áo tư tạp đem năng lượng tối hậu toàn thân hoàn toàn ngưng kết tại một chỗ dưới sự thôi động của gió dùng tốc độ cực nhanh hướng tới đón bốn đạo thân ảnh kia đã mười năm mặc dù đã mười năm nhưng thanh âm kia vẫn như trước đây quen thuộc như thế thân thiết như thế từng giọt máu huyết trong thân thể nệm mang đều sôi trào hắn đã chờ đợi thời khắc này đã lâu lắm rồi khoảng cách với bốn đạo thân ảnh còn mấy trượng niệm băng đã quỳ dạp xuống đất bởi vì tốc độ bò tới trước quá nhanh thân thể vẫn trượt về phía trước một trượng mới ngừng lại được quần áo lúc trước cùng băng tuyết như thần tế tự chiến đấu không tổn hại lúc này lại bị rách đi nhưng lúc này niệm băng đã không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác ánh mắt hoàn toàn tập trung bốn người trước mặt bốn người cơ hồ cùng đi tới ngoài cùng bên trái là lam thần một thân ma pháp bào màu đam. từ sau khi vương tộc tri vũ thức tỉnh lại nàng đã không cần dùng ma pháp để bay nữa đôi cánh lớn màu lam kia khiến cho nàng có thể tự do tùy ý tại không trung người bên cạnh là một nạn nhân chiến sĩ tích lỗ một thân khôi giáp màu đen khí lưu màu đen nhàn nhạt, nhạt, nhạt vòng quanh thân thể của hắn khí tức mặc dầu thu liễm nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ bên trong mà hai người ở giữa đều mặc áo vải bình thường nhưng cho dù là áo vải cũng không thể che giấu được vẻ phong hoa của bọn họ người bên trái thân hình cao lớn mái tóc dài màu vàng để xõa trên vai khuôn mặt anh tuấn cương nghị như đao tạc dưới chân là một ngọn hòa diễm đang thiêu đốt thúc giục thân hình hắn đi tới Khuôn mặt của niệm băng cũng có bảy phần tương tự nhau, chỉ là người này nhìn qua có vẻ thành tục hơn. Năm tháng tàng thường đã để lại trên mặt hắn không ít dấu vết, mặc dù hắn thiếu đi anh khí so với niệm băng, nhưng lại có vài phần thành tục hơn nhiều. Bên cạnh hắn là một nữ tử, mái tóc màu lam dài đến tận hông, nhìn qua chừng 27-28 tuổi. Trong hai mắt màu lam tràn ngập về kích động, nước mắt không ngừng chảy dọc xuống trên khuôn mặt nàng, bởi vì kích động thân thể của nàng có chút run dày. Cha, mẹ hai chữ đơn giản thanh âm nghẹn ngào của nệm băng phá vỡ sự yên tĩnh trong không khí tất cả đều như ngưng lại lâm thần cùng tích lỗ đứng ở một bên mắt nhìn đôi trung niên nam nữ nọ đi tới trước người nệm băng bọn nọ đúng là dung thiên cùng băng linh là cha mẹ của nệm băng mười năm một nhà ba người rốt cuộc tại chức băng thần tháp lại gặp mặt một lần nữa tất cả đều tự hồ đã thay đổi nhưng sự thân tình của bọn hắn cho tới bây giờ vẫn chưa hề thay đổi trước khi nệ băng cùng băng tuyết nữ thần tế tự khai chiến bởi vì sợ băng tuyết nữ thần tế tự sau khi chiến đấu bội ước cho nên lam thần cùng tích lỗ lặng lẽ từ ngõ khác lèn vào bên trong băng thần tháp băng thần tháp mặc dù nghi mật nhưng lam thần đối với bố trí trong tháp đã quá quen thuộc dưới sự trợ giúp của ám ma thử bọn họ thông qua địa đạo tiến vào băng thần tháp dưới sự dẫn nối của lam thần đã tìm được nơi phong ấn dung tiên cùng băng linh với thực lực của tích lỗ cùng lam thần đã giải trừ được phong ấn đem cha mẹ của nệ băng cứu ra cũng may nệ băng cùng băng tuyết nữ thần thế tự sắp đang muốn liều mạng thì đã kịp chạy tới hiện trường. Băng Linh mỗi bước tiến về phía trước đều như rất khó khăn, mắt nhìn niệm băng đang rơi lệ trước mặt, lòng của nàng bị kịch liệt run rẩy. Niệm băng hai đầu gối quỳ xuống đất lết về phía trước vài bước, trong mắt không có gì ngoài cha mẹ của mình. Mẹ, con là niệm băng, con là niệm băng. Băng Linh cũng không thể nhẫn nại sự kích động trong lòng nữa, hô lên một tiếng con, rồi ôm chặt hắn vào lòng. Mẫu tử hai người cùng khóc lớn, nhiều năm biệt ly, tình cảm vẫn áp chế trong nội tâm trong khoảnh khắc bộc phát trong lòng bọn họ đều đang run rẩy tinh thần nồng đậm đang tràn đầy từng bộ phận trên thân thể của bọn họ nếu mong rút cuộc đã gặp lại cha mẹ của mình tâm nguyện nhiều năm nay đã được đền bù bi thương trong lòng cùng với áp lực tình cảm nhiều năm cho tới nay trong khoảnh khắc bạo phát dùng tiền tiến lên hai môi quán cũng đang run run không có kiềm chế được nước mắt của mình tất cả nước mắt đều là tràn ngập sự vui sướng mở đôi tay rộng lớn có lực đem thuê tử cùng con mà mình yêu mến ôm chặt vào lòng đoàn tụ một nhà ba người rốt cục đã đoàn tụ băng tuyết nữ thần tế tự lúc này đã hạ xuống nhìn một nhà băng linh đoàn tụ trong mắt nàng không ngừng lóe ra quang mang phức tạp nàng đang ở nơi đó không có cử động quang mang trên người lóe ra cũng từ từ mở đi tích lộ vấn đề ý tới băng tuyết nữ thần tế tự diệt tần phù trong tay lóe ra từng đạo tia chớp màu đen chỉ cần băng tuyết nữ thần tế tự một khi muốn động thủ với nhà niệm băng, hắn sẽ không chút do dự phát động công kích cực mạnh của mình. Băng tuyết nữ thần tế tự ánh mắt rơi vào lam thần, nhìn đôi cánh màu lam sau lưng nàng toát ra sự kinh ngạc nhẹ nhẹ. Sau khi kinh ngạc một chút, ánh mắt của nàng trở nên nhu hòa đi rất nhiều. Là ngươi thả bọn họ ra. Lam thần thu hai cánh lại quỳ dạp xuống đất cúi đầu nói, sư phụ, là con. Nếu băng bọn họ đã khổ nhiều, sư phụ, xin lỗi, con đã xúc phạm đến ý nguyện của người, nhưng con không hối hận. Bằng tướng nữ thần tế tự cũng không trách cứ Lam thần than nhẹ một tiếng nói. Người đã trưởng thành, có lẽ đây là kết cục tốt nhất. Người đứng lên đi, ta không phải là sư phụ của người nữa. Lam thần toàn thân chấn động, thất thanh nói, sư phụ, người. Bằng tướng nữ thần tế tự thản nhiên nói, ta cũng không phải là giận mà nói, ta vốn không phải là sư phụ của người. Có lẽ đây mới là kết cục tốt nhất. Bây giờ bọn họ cũng đã có năng lực tự bảo vệ chính mình, lại có con xuất sắc như thế. Bất luận sau này phát sinh cái gì, ta nghĩ một nhà bọn họ cũng có thể đối mặt. Kết thúc, hết thầy dĩ nhiên là kết thúc lúc này đột nhiên thấy bốn người lam thần xuất hiện các đệ tử trong băng thần tháp lén nút sông tới tạo thành hình bán nguyệt vây quanh trước mọi người chỉ cần băng tướng nữ thần tế tự ra lệnh một tiếng bọn họ lập tức sẽ không chút do dự động thủ ngốc tử con đã trưởng thành băng linh đỡ niệm băng đang quỳ dưới đất đứng lên thấy thân hình hắn so với dung thiên còn cao hơn vài phần nhìn trên gương mặt còn vương vết máu băng linh trong mắt tràn đầy sự thân tình con con của mình đã lớn thành người trở nên anh tuấn như là phụ thân của hắn cũng còn có thực lực cường đại như thế đủ rồi như vậy là đủ rồi còn có gì làm cho mình thỏa mãn hơn điều này để băng lau nước mắt trên mặt mình nhìn mẹ dường như cũng không vì năm tháng mà thay đổi nhiều tim của hắn vẫn run rẩy không ngừng mẹ mẹ ơi đã bao nhiêu năm hắn đã muốn kêu một tiếng mẹ như vậy bây giờ mẹ đã đứng ở trước mặt mình lại có cảm giác như tất cả đều như là một giấc mộng tâm tình của hắn lúc này đã không thể dùng hai chữ hưng phấn để hình dung đúng vậy con của chúng ta đã trưởng thành nó đã là một ham tử hán chân chính. Dung thiền lau nước mắt trên mặt, vẻ mặt kiêu hãnh nhìn con mình. Mặc dù cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt, nhưng khung cảnh trước mắt đã nói lên tất cả. Mười năm, sau mười năm, con của mình đã dùng thực lực của bản thân đến nơi đây để kiếm vợ chồng mình. Nó đã trưởng thành, sự tôi luyện trong thế gian đã khiến cho hắn trở thành cường già của đại lục. Còn có gì làm cho hắn kiêu hãnh hơn khi có một người con như vậy? Băng Thành, ngươi lại đây. Băng Tứ nữ thần tế tự đột nhiên để cao thanh âm làm thức tỉnh một nhà ba người bọn họ không khỏi cùng hướng tới chủ nhân trí cao vô thượng của băng thần tháp băng thanh từ trong hàng đệ tử của băng thần tháp đi ra dưới tác dụng của bạo phong tuyết dùng tốc độ nhanh nhất đi tới trước mặt băng tuyết nữ thần tế tự quỳ xuống băng tuyết nữ thần tế tự lạnh nhạt nói không nghĩ tới kết quả cuối cùng lại ra như thế này tất cả đều khác so với ta tưởng tượng băng thanh đem quyển trục kia ra cho ta xem ra nội dung trong quyển trục phải do tự ta tuyên bố Lúc này, trước băng tần tháp trở nên yên tĩnh, khi băng thanh đem quyển trục dâng lên, băng tuyết đưa thần tế tự trong tay kim quang chật lóe, quyển trục đã biến thành bụi phấn tung bay tứ tán. Ánh mắt của nàng bình tĩnh nhìn về phía một nhà băng linh, trên mặt toát ra một tia buồn bã. Tại sao muốn ngăn cản? Chẳng lẽ ta ngay cả quyền lợi lựa chọn vận mệnh của mình cũng không được sao? Ta nhận ủy thác của người khác đã sống hơn nửa đời, ngay cả lựa chọn cuối cùng của ta, người ấy tại sao lại phá hỏng chứ? Băng linh nhìn băng tuyết nữ thần tế tự, vốn bởi vì thấy là niềm băng mà kích động từ từ bình phục lại thở dài một tiếng có chút khổ sở nói sư tỷ ngươi hạ tất phải khổ sở như vậy cuộc sống của con người đâu chỉ có sự thống khổ vì bản thân ngươi càng phải sống cho tốt vì bản thân mà sống cũng vì bản thân mà bảo trọng thân thể đứng ở bên cạnh băng linh niệm băng không khỏi ngẩn ra tại sao mẹ mình lại gọi băng tức nữ thần tế tự là sư tỷ mẹ mới vừa xuất hiện dường như đã kêu một tiếng nhưng mình lại tưởng rằng nghe lầm nhưng lúc này mẹ đã chứng minh mình không có nghe lầm nhưng bằng tướng nữ thần thế tử không phải là sư phụ của mẹ sao? Bối phận sao lại rối loạn như vậy? Bằng tướng nữ thần thế tử trong mắt như càng xa xăm. Vì bản thân mà sống, ta còn có thể vì mình mà sống sao? Người nói thật dễ dàng. Chẳng lẽ ta còn có thể làm lại sao? Ta đã sớm vì kiều hận của cha mà sống, mà ta sau đó lại vì sư phụ mà sống. Ta bây giờ đã không thể lưu lại tính mạng của sư phụ. Có lẽ ta thực sự có quyền lựa chọn đoạn cuối con đường của mình, nhưng ta còn có thể sao? Bằng linh có chút kích động thốt lên có thể đương nhiên là có thể sư thị chỉ cần người cố gắng ta tin tưởng người sẽ tìm lại bản thân cũng sẽ tìm lại được những gì của người tất cả cũng chưa chấm dứt còn xa mới chấm dứt vì cuộc sống của người phải đi tìm sư thị người trong lòng mang nặng quá nhiều cũng nên thay đổi đi hãy quên tất cả đi một lần nữa ra đi ta muốn nhìn lại vẻ tươi cười của người như chúng ta thời trẻ ta muốn nhìn thấy lại vị tỷ tỷ tốt trước kia không nên tự hành hạ bản thân nữa người đã quá khổ rồi đáp ứng ta hãy sống cho tốt tất cả đều không cần suy nghĩ nhiều nữa tất cả đều đã trở thành quá khứ chúng ta phải nhìn về phía trước vĩnh viễn phải nhìn về phía trước băng tướng nữ thần tế tự hít sâu một hơi bộ ngực đầy đạn phập phồng trong nháy mắt nàng phảng phất đất thở ra một hơi dài đúng vậy có lẽ ta thực sự phải nhìn về phía trước chỉ có vứt bỏ hết tất cả chướng ngại ta mới có thể đi làm việc mình muốn làm băng thành tất cả các đệ tử của băng thần tháp nghe lệnh lam thần vẫn quỳ như trước băng linh cũng quỳ xuống các nàng cho tới bây giờ vẫn xem mình là đệ tử của băng thần tháp các đệ tử khác cũng đều quỳ dạp xuống đất tại hiện trường. Bảo trì tư thế đứng thẳng chỉ có bốn người, phụ tử niệm băng, băng tuyết hư thần tế tự cùng tích lỗ mà thôi. Băng tuyết hư thần tế tự thanh âm trở nên phi thường bình tĩnh nói: "Bắt đầu từ hôm nay, ta thoát ly khỏi băng thần tháp, từ nay về sau, cùng băng thần tháp không còn bất kỳ quan hệ nào." Lời này vừa nói ra nhất thời khiến cho tất cả ồ lên. Các đệ tử có băng thần tháp ánh mắt đều tập trung trên người băng tuyết hư thần tế tự ánh mắt của bọn họ tràn ngập sự kinh ngạc. Chỉ có băng linh khóe miệng có vẻ mỉm cười nhẹ nhẹ. Nếu băng giật mình, nhìn băng tuyết nữ thần thế tự. Hắn cũng không rõ tất cả đang xảy ra chuyện gì. Băng tuyết nữ thần thế tự uy nghiêm, trong mắt bắn ra bốn phía. Uy áp nhiều năm khiến cho các đệ tử cúi đầu. Ai cũng không dám nói ra bất cứ sự nghi hoặc nào. Băng tuyết nữ thần thế tự thản nhiên nói. Sau khi ta rời đi, trước băng tuyết nữ thần thế tự của băng thần tháp do băng linh kế thừa, Bắt đầu từ hôm nay, các người đều phải tuân thủ mệnh lệnh của nàng, làm tháp chủ của bồn tháp. Nàng có quyền thay đổi bất cứ tháp quy gì, các người không cần hoài nghi thực lực của nàng. Băng thần tháp chúng ta cũng không phải chỉ có một thần hàng sư như ta, thực lực băng linh cũng không dưới ta. Băng thần tháp vĩnh viễn vẫn là băng thần tháp trước kia, ta phải đi. Có lẽ tất cả thật sự đều biến thành hư ảo, thần thần, ký chứ. Sau này nếu chúng ta có cơ hội gặp mặt, người cứ gọi ta một tiếng thanh sư tỷ là được. Nói xong tất cả, bằng tuyến nữ thần tế tự có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù trên mặt vẫn không có sự tồn tại của nụ cười, nhưng ánh mắt của nàng đã trở nên phi thường bình thản, nhìn về phía chân trời xa xôi. Nàng tự hồ đang suy tư cái gì đó. Các đệ tử băng tần tháp vẫn quỳ xuống như trước. Biến cố đột nhiên quả thật làm bọn hắn rất khó tiếp nhận. Các đệ tử lớn tuổi đồng lứa của băng tần tháp đương nhiên cũng biết đến sự tồn tại của băng linh. Bọn họ vạn lần cũng không có nghĩ đến băng tuyết nữ thần tế tự đã đột nhiên đem vị trí tháp chủ truyền cho nàng mỗi người trong lòng đều mang theo sự nghi hoặc nhưng bọn hắn quả thật cũng không dám kháng lại ý nguyện của băng tuyết nữ thần tế tự cả người đều đã nghe rõ ràng lời ta nói thanh âm từ miệng băng tuyết nữ thần tế tự lan xa ra ngoài băng thanh là người đầu tiên đáp lại vâng tế tự đại nhân nhưng bất luận ngài quyết định như thế nào ngài vĩnh viễn vẫn là tế tự đại nhân của chúng ta nói xong nàng cung kính hướng tới băng tuyết nữ thần tế tự dập đầu ba cái ở đây trong mọi người trừ băng linh ra chỉ có nàng là rõ ràng nhất băng tuyết nữ thần tế tự vì băng thần tháp đã hy sinh bao nhiêu năm tháng đến lúc này nàng tuyệt đối sẽ không ngăn cản băng tuyết nữ thần tế tự rời đi bởi vì nàng biết chỉ có chân chính rời khỏi nơi này băng tuyết nữ thần tế tự mới có cuộc sống vui vẻ của riêng mình các đệ tử của băng thần táp đều làm động tác giống như băng thanh băng tuyết nữ thần tế tự ánh mắt hướng về phía băng linh băng linh đứng lên từng bước đi tới trước mặt nàng mỉm cười nói sư thị Cuối cùng thì người đã nghĩ thông suốt. Đi đi, hãy đi làm những gì mà mình muốn làm. Ta nghĩ tìm bộ chúng ta nhất định còn có thể gặp lại nhau. Nhưng ta hy vọng có thể thấy một người hoàn toàn khác. Chuyện của băng tần tát, người cứ hình tâm. Ta sẽ cố hết sức. Cũng nên tới lượt ta nhận lấy một phần trách nhiệm. Băng tuyến đưa thần tế tự trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nhẹ nhẹ, nắm tay băng linh nói. Ta đại biểu cho sư phụ, tha thứ cho người. Băng linh toàn thân run lên, sư tỷ Băng tuyết nước thần tế tự mỉm cười nói, Ngươi biết không, thật ra cho đến ngày sư phụ mất, Ngươi cũng không chân chính trách ngươi. Ngươi thực sự rất thương yêu ngươi. Trong lòng của ngươi, vị trí của ngươi thủy trung so với ta còn nặng hơn nhiều. Mặc dù ta đã nhận tất cả những gì vốn thuộc về ngươi, nhưng ta cũng không có gì vui vẻ. Hiện tại đã đến lúc phải thay đổi tất cả. Sau khi ta đi, băng thần tháp, kể cả ngươi, đều có thể thay đổi, không cần lo lắng gì. Sư phụ ở dưới biết cũng sẽ ủng hộ ngươi những bi kịch đã từng phát sinh trên người của chúng ta không nên để xuất hiện trên người của các đệ tử ta nghĩ người nhất định cũng nghĩ giống như ta bằng linh gật đầu nói sư tỷ người quyết định lúc nào đi bằng tuyết nữ thần tế tự nói không cần lựa chọn ngày nào ta đi ngay bây giờ ta đã không là người có băng tần tháp ngươi mới là băng tuyết nữ thần tế tự mới ta nghĩ băng tần tháp ở trong tay ngươi nhất định sẽ càng thêm phát dương quang đại phải không buông tay phong tuyết nhàn nhạt, nhạt ngưng tụ dưới chân băng tuyết nữ thần tế tự thân thể mềm mại động lòng người của nàng chậm rãi bay lên khỏi mặt đất dưới vầng quang mang màu lam nhàn nhạt, nhạt bao vây mà bay lên trời nàng muốn rời đi rời khỏi nơi mà cơ hồ đã đợi cả đời này chờ một chút nếu băng bồi bằng hô lên vừa nói hắn vừa bước tới bên cạnh mẹ bằng tuyết nữ thần tế tự bình tĩnh nhìn hắn nói hôm nay đánh một trận cứ tính là ta thua đi còn đánh nữa cuối cùng thắng lợi cũng sẽ là ngươi chỉ là tổn thương khác nhau mà thôi cha mẹ đã ở bên cạnh ngươi ngươi còn muốn gì nữa niệm băng hít một hơi nói tế tử đại nhân ta nghĩ ta vẫn xưng hô như vậy với ngài được mặc dù ta không biết ngài cùng mẹ của ta có quan hệ trong đó rốt cuộc là như thế nào nhưng ta lần này đến băng tần tháp cứu cha mẹ đúng là chuyện trọng yếu nhất đồng thời ta còn muốn hỏi ngài một chuyện hy vọng ngài có thể trả lời ta có được không bằng tiếng ở thần tế tự hơi ngẩn ra nói ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi niệm băng nói Ta nghe nói quý tháp có một vị đệ tử tên là Băng Khiết, có phải không? Xin hỏi đang bây giờ ở nơi nào? Băng Khiết này hắn đã hỏi qua Lam Thần, nhưng Lam Thần cũng mờ mịt mà nói với hắn Băng Thần Tháp không có người như vậy. Băng Tuyết nữ thần tế tự cùng mẹ của đệ Băng Băng Linh ở bên cạnh hắn đồng thời ngẩn ra một chút. Hai người sau khi lướt nhìn nhau, Băng Tuyết nữ thần tế tự ngẩng đầu nhìn trời than nhẹ một tiếng. Trước kia, Băng Thần Tháp quả thật có một người tên là Băng Khiết, bất quá hiện tại Băng Khiết đã chết rồi. Tiếng nói vừa dứt, nàng cũng không dừng lại nữa thân thể chợt ra tốc hướng về phía xa mà đi niệm băng có chút ngẩn ngơ nhìn nhân ảnh màu lam kia từ từ biến thành một điểm sáng màu lam trong lòng không khỏi có chút buồn bã đã chết rồi thì ra thật sự có người như vậy nàng lại đã chết rồi có lẽ đây cũng là cách quay về tốt nhất sư phụ ta chúc phúc cho các người hy vọng các người có thể gặp nhau ở dưới đó Niệm băng trong miệng nói ra cái tên băng khít này, là đa trù thần tử tu nói cho hắn. Năm đó hắn cùng đa trù thần tỷ thí chủ nghệ, lấy được tin tức của cựu nhân sư phụ mình. Cuối cùng đa trù thần sau khi thua trận đã nói cho hắn cái tên này. Cũng nói cho hắn biết băng khiết là đệ tử của băng tần tháp. Lúc ấy nửa băng rất kỳ quái, bởi vì sư phụ mình thua dưới hỏa hệ ma pháp. Nhưng người này tại sao lại là đệ tử của băng tần tháp? Nàng là người mà sư phụ cả đời yêu nhất, đồng thời cũng đã hại nửa đời của sư phụ. Đi tới băng thần tháp, hắn chủ yếu vì cứu cha mẹ, đồng thời cũng muốn thấy qua người này. Cũng không phải vì báo thù, bởi vì hắn rất rõ ràng, sư phụ của mình cũng không hy vọng mình vì người mà báo thù. Cùng cha cực sống với nhau 8 năm, niệm băng hiểu rất rõ. Mặc dù cha cực có chút thống hận người phụ nữ kia, nhưng lại càng yêu thương hơn. Người phụ nữ gọi là băng khiết kia, người vẫn chưa từng quên. Băng, sao con lại biết băng khiết? Băng Linh hỏi có chút tò mò. Niệm băng nói, con nghe một vị tiền bối nói, Mẹ, băng khiết này thật đã chết rồi sao? Băng Linh thở dài một tiếng nói. Hài, băng khiết trước kia xác thực là đã chết. Ta biết con hiện trong lòng nhất định có nhiều nghi hoặc muốn hỏi ta. Chúng ta về băng tần tháp trước rồi ai nói. Băng thanh sư tỷ mời người dẫn đệ tử của bồn tháp về lại vị trí. Băng thanh cung kính đáp. Vâng, tế từ đại nhân. Vừa nói nàng đứng lên, liên tiếp đưa ra mệnh lệnh. Các đệ tử có băng tần tháp đang có chút thất thần lúc này mới nhất nhất lui trở về băng tần tháp băng linh kéo tay niệm băng tay kia kéo trượng phu cùng lam thần tích lỗ tiến vào bên trong băng thần tháp vừa tiến vào băng thần tháp niệm băng mới phát hiện nơi này quả nhiên là một nơi thần kỳ bên trong tháp trang sức đều là làm từ thủy tinh cùng băng mà thành giữa ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiết xạ xuất ra ánh sáng màu lục lam rất đẹp phảng phất như bản thân bị vây trong một tòa cung điện làm bằng thủy tinh hải thực ngôi băng thần tháp này là do sư phụ của mẹ năm đó bằng bà pháp lực cường đại của người từ cực bắc mang hàng băng ngàn năm về mà tạo thành, ha phí một lượng lớn nhân lực vật lực. tại sự tu luyện của bồn tháp đối với băng hệ ma pháp sư mà nói có hiệu quả rất lớn. con xem trên mỗi khối băng đều có dấu vết sư phụ của mẹ lưu lại. nếu băng nhìn thoáng qua lam thần bên cạnh, sự nghi hoặc trong lòng hắn càng ngày càng mạnh. sư phụ của mẹ không phải là băng tuyết nữ thần tế tự sao? nhưng tại sao mẹ lúc trước lại gọi là băng tuyết nữ thần tế tự là sư tỷ? tóm lại là chuyện gì đã xảy ra? mọi người đi tới đỉnh của băng thần tháp trong phòng có băng tuyết nữ thần tế tự ở đây bên trong phòng tất cả đều được dọn dẹp phi thường sạch sẽ ở giữa là một cái giường băng hình tròn đường kính chừng một trượng băng vụ nhẹ nhẹ từ giường tỏa ra mang đến trong phòng vài phần lạnh lẽo băng linh mỉm cười nói cái giường này là vật mà sư phụ tự hào nhất nó mặc dù không phải thần khí nhưng do một khối băng ngọc điêu khắc mà thành phi thường khó kiếm chính là tinh hoa của băng băng vân ta nhớ ngươi cũng đã từng ở trên giường này tu luyện qua lam thần gật đầu đáp đúng vậy vật này của băng tần tháp chúng ta chỉ có tháp chủ và đệ tử chân truyền của tháp chủ mới có thể tu luyện trên đó nếu như không phải bởi vì có cái giường băng ngọc này mà pháp của ta cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy bằng đình kéo tay của trượng phu và con đi tới chức giường băng ngọc đưa tay sờ sờ lên giường cảm thụ khí lạnh vô cùng trong mắt toát ra sự hồi ức đúng vậy ở tại giường này chúng ta đều đã đận nhận được rất nhiều thứ bằng vân có một số việc ngay cả ngươi cũng không biết chân chính hiểu rõ nội tình chỉ có mấy người chúng ta mà thôi. Hiện tại, bí mật này cũng cần phải nói ra. Có lẽ ta ở vị trí tháp chủ này cũng sẽ không lâu lắm. Tương lai người sẽ là người thừa kế của ta. Ôi được rồi, lần này ta còn chưa cảm ơn ngươi đã giúp niệm băng tới cứu ta. Thật không nghĩ tới. Một đời chúng ta lại được một đệ tử nhỏ nhất giúp cho hiểu được thông suốt. Cảm ơn ngươi, tiểu sư muội. Lam thần sắc mặt đỏ lên cúi đầu nói. Ta nghĩ, sư tỷ, ta không thể ở lại băng thần tháp hơn nữa sau này cũng không thể làm băng tuyết nữ thần tế tự băng linh có chút kinh ngạc nhìn nàng nói băng vân tại sao ta thường xuân nghe sư tỷ nói ngươi so với chúng ta năm đó càng xuất sắc hơn sau này có ngươi là người kế thừa băng thần tháp đúng là thích hợp nhất người tại sao lại không muốn làm tháp chủ lam thần liếc nhìn trộm niệm băng một cái niệm băng cũng đang nhìn nàng nghe được câu hỏi của mẹ trên ngang nói mẹ sợ rằng băng vân sau này không thể làm sư muội của mẹ nàng cũng phải gọi một tiếng mẹ mới đúng nàng nàng đã là thế tử của con. Vốn lúc trước Lam Thần cùng tích lỗ cứu vợ chồng băng linh, Dung Thiên rất vội vàng, nàng cùng tích lỗ lo cho trận chiến của nệm băng bên ngoài cho nên chưa kịp giải thích. Băng linh tự nhiên là biết nàng. Nghe nàng vừa nói con mình tới, vội vàng theo ra ngoài cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều. Lúc này nghe được nệm băng có chút xấu hổ nói, băng linh cùng Dung Thiên không khỏi liếc nhìn nhau. Lam Thần trong lòng cũng có chút bất an, nàng sợ băng linh cùng Dung Thiên không bằng lòng, cúi đầu mân mê vạt áo của mình trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải may là niệm băng đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng mới mang lại cho nàng vài phần tin tưởng Dùng tiền cởi lớn. cười lớn tiểu tử giỏi quả nhiên không hổ là con ta không nghĩ tới điểm ấy còn cũng có thể học của ta cũng giống như cha của con lại được một vị băng mỹ nhân yêu tốt thực sự là quá tốt ta thường nghe mẹ con nói băng vân mới là đệ tử đẹp nhất có tư chất tốt nhất trong hàng đệ tử các nàng tiểu tử ngươi ánh mắt thật không tệ Niệm băng vừa nhìn phụ thân cười, tàng đã lớn trong lòng rốt cục cũng rơi xuống đất. Đúng vậy, cái này cũng không cần tra dạy. Bằng linh tức giận nói, chuyện gì nữa đây? Con đó, mới bao tuổi đã đem Vân Nhi của chúng ta cầu dẫn đi rồi. Niệm băng có chút ủy khuất nói, mẹ, con đã 21 tuổi rồi, tuổi của con có thể tử tự, tự hồ không có gì quá đáng mà. Băng linh gần ra một chút, trong lòng của bà vẫn xem đứa con vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Đúng vậy, đã 10 năm trôi qua, con mình đã trưởng thành, cũng nên thành ra lập thất rồi. Thời gian trôi qua thật mau. Đã hơn 10 năm, mình vẫn chưa làm chọn chức trách của một người mẹ. Mặc dù tất cả cũng không phải do nàng nguyện ý, nhưng nhìn khuôn mặt anh Tuấn của nền băng, băng linh hai mắt lại đỏ lên, đưa tay ôm lấy thân thể cao lớn của con, nức nở nói. Hài tử, mấy năm nay đã khổ cho con rồi. Niệm băng mắt cũng đỏ lên, nghĩ đến cuộc sống sau bao nhiêu năm nay không có cha mẹ, trong lòng không khỏi chua xót gặp lại cha mẹ trong lòng của hắn cũng trở nên hết sức đầy đủ sự bi thương trong lòng vừa muốn dâng lên lại nghe dung thiên nói được rồi được rồi hôm nay cả nhà chúng ta đoàn viên mọi người đừng khóc nữa chúng ta phải nói nhiều lời tốt đẹp một chút chứ linh nhi chẳng lẽ nàng không muốn nghe con chúng ta mấy năm nay như thế nào sao băng linh cùng đệ băng được dung thiên nói như vậy sự bi thương trong lòng nhất thời giảm đi vài phần đệ băng thấp giọng nói mẹ băng vân là vợ con không thành vấn đề gì chứ nàng vốn tên là lam thần mẹ gọi nàng là thần thần là được rồi nhưng thật ra trước khi tới nơi này nàng cũng đã thoát ly khỏi băng thần tháp cũng như lúc đầu cha và mẹ vậy mẹ nhất định phải đồng ý chuyện của chúng con băng linh một bên kéo tay lam thần một bên kéo niệm băng cảm thán nói đương nhiên con có thể lấy thần thần là phúc khí của con nó rất là xuất sắc ta sao lại cự tuyệt được chứ thần thần con cũng không cần lo lắng cho dù con là băng thần tháp tháp chủ cũng có thể lập gia đình quy củ băng thần tháp nhất định phải sửa lại nếu không sau này không biết sẽ lại có bao nhiêu bi kịch phát sinh ta tuyệt không hy vọng những chuyện đã phát sinh trên người của ta cùng với Dung Thiên lại diễn ra lần nữa. Lam Thần mặt cười sớm đã đỏ bừng, nàng cũng không có da mặt dày như Niệm Băng, nhưng ngày Băng Linh nói như vậy cũng không nhìn được ngẩng đầu, trong mắt lệ quang lóe ra. Dù sao được cha mẹ của Niệm Băng chấp nhận, bản thân mình mới thật sự xem như là thê tử của Niệm Băng. Nghĩ tới đây, nàng cơ hồ mới hạ ý thức nhẹ giọng nói: "Cảm ơn mẹ." Nghe một tiếng mẹ, Băng Linh trong lòng ấm mát. Đứa nhỏ ngoan, mau nói cho mẹ nghe, các con thành thân lúc nào Niệm băng nói, mẹ, chúng con còn chưa chính thức thành thân, bất quá, thần thần khẳng định sẽ là thế tử của con. Nhưng thật ra các nghi thức thành thân này cũng không để làm gì, chúng con công nhận, cha mẹ công nhận là được rồi phải không? Băng Linh tức giận nói, con nghĩ thật hay đó, cứ như vậy mà đã muốn dẫn con người ta về nhà. Ra thế thần thần ta biết, cha mẹ của nàng đều là nhân vật có mặt mũi, chúng ta sao lại làm ủy khuất nhà người ta được? Đợi chuyện ở đây xong, có thời gian, mẹ và cha con sẽ từ bình niên áo lan đế quốc cầu hôn, Nhất định về đường đường chính chính dẫn con gái của người ta về, chúng ta cũng chỉ có một con trai là con thôi. Mặc dù từ trước đến nay bà vẫn ở bên cạnh trượng phu, nhưng nhiều năm tịch mịch cũng làm cho nội tâm băng linh phi thường khát vọng sự náo nhiệt, càng huống chi đó là hôn lễ của con mình. Nịa băng thấp giọng lầm bầm nói. Cha mày tự mình đi cầu hôn cũng mệt, tổng cộng phải ba lần mới được. Băng linh thính lực tốt, trận mắt. Con nói cái gì? Cái gì ba lần? nếu băng lẻ lưỡi bất quá đối với cha mẹ hắn cũng không dám giấu giếm Vội vàng đêm chuyện của mình với tam nữ đại khai nói qua làm cho băng linh cùng dung thiên nghe được nệm băng nói mình đã có ba vị thê tử lại đều xuất sắc như vậy hai người không khỏi ngẩn ra hồi lâu rồi mới tỉnh lại dung thiên thở dài khen ai à, tốt thật là con tốt của ta thật là có bản lĩnh một lần cưới ba người xem ra nhà chúng ta đã có người kế nghiệp Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 105 của băng hỏa ba chủ. Hẹn gặp lại quý vị cô các bạn trong tập 106.